Đặng Văn Lắm đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau buổi tối ngày 18 tháng 6 vừa qua, với bàn thắng tuyệt đẹp giúp Sông Lam Nghệ An phá hỏng đại thi sinh nhật 14 năm của Hà Nội FC ngay trên sân vận động Hàng Đẫy. Hà Nội FC đã có một trận đấu đáng quên khi thất bại với tỷ số 0-1 trước đội khách Sông Lam Nghệ An ở vòng 5 V-League 2020 ngay trên sân vận động Hàng Đẫy. Kết quả này không chỉ chấm dứt chuỗi 32 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà, mà còn khiến thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không thể có được bữa tiệc tưng bừng và đúng dịp kỷ niệm 14 năm ngày thành lập đội bóng. Người gieo sầu cho Hà Nội FC là cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An, Đặng Văn Lắm. Phút 56, tiền vệ số 12 có pha ra chân cực mạnh, đưa bóng găm thẳng vào cột dọc và đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Văn Công. Một pha dứt điểm kỹ thuật và đầy quyết đoán của chân sút mới chỉ 21 tuổi. Sinh ra tại Đô Lương, Nghệ An, giống như người đàn anh Nguyễn Công Phượng, Văn Lắm đã đam mê trái bóng tròn từ sớm và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An sau những giải đấu lớn nhỏ ở địa phương. Năm 2015, Văn Lắm được bầu chọn làm đội trưởng U19 Sông Lam Nghệ An khi mới 16 tuổi. Đến năm 2018, cầu thủ sinh năm 1999 thể hiện phong độ ấn tượng, đưa đội bóng trẻ xứ Nghệ giành giải ba chung cuộc và có tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu năm đó. Văn Lắm được triệu tập vào thành phần U19 Việt Nam tuyển chọn tham dự giải U19 quốc tế 2018. Tuy nhiên, chấn thương nặng đã lấy đi cơ hội tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2018 và vòng chung kết U19 châu Á 2018 của Văn Lắm. Nỗ lực tập luyện sau gần một năm điều trị chấn thương, cầu thủ sinh năm 1999 đã trở lại và thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Phố Hiến theo dạng cho mượn ở giải hạng nhất quốc gia năm 2019. Mùa giải 2020, sau sự ra đi của các công thần như Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh, Văn Lắm được huấn luyện viên Ngô Quang Trường đôn lên đội 1 và lập tức có suất đá chính trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Với nguồn thể lực dồi dào, chơi bóng thông minh và những cú sút xa uy lực, tiền vệ mang áo số 12 góp phần không nhỏ vào ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng của đội bóng xứ Nghệ thời điểm hiện tại. Với những gì đã thể hiện, không bất ngờ khi tiền vệ trẻ Đặng Văn Lắm sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập trong thời gian tới trong màu áo đội tuyển U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 2021.